Vâng, xin được chào toàn thể các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV nha. Xin được chúc cho quý vị luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Thì đến những cái thông tin ngày hôm nay ấy, thì Khanh Béo TV muốn cập nhật đến quý vị và các bạn những cái thông tin mà đặc biệt ngày hôm nay cái thông tin nó rất là quan trọng để mà gửi đến các quý vị và các bạn. Thì nhưng chúng ta cũng đã thấy rằng là câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, thật sự mà nói mình cũng là một cái người mà đã rất là tán thán những cái việc làm của cô Hằng. Thì những cái điều đó chúng ta không thể không tôn trọng cô Hằng được. Cô đã làm được rất là nhiều điều khiến cho quá nhiều những cái mảnh đời khó khăn bất hạnh đã có những cái cuộc sống, có được những cái mà rất là tốt vì được hưởng từ những cái tâm, từ những cái lòng tốt của cô Hằng. Và việc đó chúng ta không thể không tán thán cô được. Nhưng dạo gần đây thì có một số những cái lời nói, những cái thay đổi, nó rất là những lời lẽ của cô nó rất là, phải nói là nó đanh thép. Khi mà cô Hằng cô ở trong trại ra ấy, thì khi cô về cô đã mở cái vừa rồi cái gọi là tech show hay là cái gì đó. Thì cái buổi livestream đó nha thưa quý vị, cái buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng có nói về vô cảm hay là thông cảm hay vô cảm, cũng như là nói quất thầy Minh Tuệ. Nhưng cái đặc biệt ở đây mà mình muốn nói mới đến quý vị là cái thứ nhất là cô đã không quất thầy Minh Tuệ. Điều đó rồi ok, cảm ơn vì chúng ta là những người cũng rất là quý trọng thầy Minh Tuệ, tán thán việc làm của thầy. Và hiện tại thì thầy Minh Tuệ cũng chưa chửi ai, chưa mắng ai, cũng không làm gì ai cả. Nhưng thầy cũng vẫn đang bị công kích rất nhiều. Việc đó thôi thì cũng nó là một cái âu, nó cũng là cái câu chuyện của xã hội. Nhưng cái vấn đề ngày hôm nay thì mình muốn truyền tải đến quý vị và các bạn là những câu chuyện của Nguyễn Phương Hằng. Khi mà cô nói tới trại giam, mà cái nơi mà giam cô Nguyễn Phương Hằng ấy, cô ấy đã lên tiếng và lên tiếng rất mạnh mẽ. Thì thưa với quý vị, tại sao là một người đã mất quyền công dân vào đó thì chúng ta cứ chấp hành đi. Nhưng mà theo mình hiểu là cái thông cảm hay cô vô cảm, cô đang nói về vấn đề là nhiều cái ở trong đó là người ta không thông cảm, người ta vô cảm với tù nhân. Thế nhưng mà theo đánh giá của mình thì thật sự mọi người phải hiểu là mình mất quyền công dân rồi. Mình vào đó mình phải chấp hành tất cả những cái quy định nội quy của cái nơi mà đang giam giữ chúng ta. Chúng ta chẳng có cái quyền gì cả. Thì đến bây giờ bà Hằng đã được trả về, trả quyền tự do, lại có quyền công dân bình thường. Thì bà có thể nói thế nào cũng được. Nhưng đang trong thời gian thụ án như này thì theo mình là cô Nguyễn Phương Hằng cũng nên có một cái gì đó tiết chế lại. Mình rất là tán thán việc của cô, mình rất là khâm phục cái người phụ nữ rất là giỏi giang, tóm lại là giỏi giang, có nhan sắc, và cái thứ hai là giúp được cho nhiều người nghèo. Đó là cái điều mà phải tán thán, là cái chuyện bình thường. Nhưng hôm nay ấy, Khanh Bất Vi muốn cho quý vị nghe qua một chút về những cái câu chuyện mà cô ấy kể lại. Chắc hẳn mọi người cũng đã nghe rất nhiều, nhưng mà mình vẫn muốn phân tích để cho mọi người có thể chúng ta biết thêm và những thông tin này khi những cái phát biểu của cô Nguyễn Phương Hằng trong khi cô ấy ở trại giam, cô ấy thu thập được và giờ cô kể lại nhé. Mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe. Tôi cũng mong là những cái lời nói này của tôi đến tay lãnh đạo xuống thanh tra toàn diện tại giam An Phước. Tại sao cả dòng họ nằm trong đó, cháu kia bằng cô, bằng dì, bằng tím, bằng mợ, bằng cậu, bằng chú, chồng làm giám thị, vợ làm phó ca, vậy thì ở trên đe dưới búa, cán bộ ở giữa cũng không xong nổi. Ở cái việc này cô Hằng cô dám nói lên sự thật, tức là ở trong cái khu vực trại giam đó thì cô dì chú bác của một dòng họ ở trong đó, và cô ấy nói rằng là trên đe dưới búa thì người cán bộ ở giữa làm sao mà sống nổi. Cái điều này thì mình cũng chỉ phân tích thôi, vì cô Hằng cô nói như này đôi khi nó cũng không đúng. Thưa quý vị, vì thế này này, người ta học được, người ta có nghị lực, và người ta, bố mẹ người ta học nghề đó rồi, thì người ta
muốn hướng cho con về cái nghề đó. Thì đương nhiên con người ta vào nó cũng là chuyện đơn giản, học được, có tài học xong thì thi, thì đỗ thì vào làm thôi, chẳng có gì, nó rất là đơn giản. Cái thứ hai là nói là dòng họ, thì ví dụ như mình làm cán bộ thì mình, cháu mình cũng là cái đứa học giỏi, thì bảo thưa mày cũng thi vào ngành này này. Vào cái ngành này thì thôi, để anh em các bác chú gì thì gần nhau cũng được. À, làm ăn ở đây thì nó cũng tiện, nó cũng gần gần kiểu như vậy. Thế thì nó chẳng có gì là sai cả, mà chúng ta, đây người ta gọi là cơ quan nhà nước. Đây là cơ quan nhà nước. Thế thì chúng ta chẳng có quyền gì mà chúng ta phán xét ở đây cả. Bởi vì sao? Vì vẫn còn rất là nhiều người, còn nhiều cán bộ, còn nhà nước, còn cơ quan chính quyền của nhà nước, người ta cảm thấy ok, chỗ này khu vực này công tác tốt, làm ổn thì người ta kệ cho làm chứ, chả liên quan gì đến cô gì chú bác cả. Đúng không? Thế còn cái việc mà cô dám nói lên cái điều này, cô phải có bằng chứng, chứng cứ, cô muốn nói lên cái trại giam đó thế nọ thế kia thì cô phải có chứng cứ xác thực. Còn cô nói không lời như này, nó lại ảnh hưởng tới bản thân cô thôi. Đây là những cái điều mà mình cũng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người biết. Thế còn về cái việc mà cô đi lại như thế nào, làm như thế nào, rồi đi sớm về hôm mà cán bộ không thương, chẳng có từ thương ở đây. Đã khi đã hết, đã phải vào tù để mà vì cái tội của mình thì vào đó bao giờ hết hạn thì ra thôi. Thế còn quy định chúng ta không thể bỏ qua được. Quy định là ví dụ như là thông cảm hay vô cảm. Thế thông cảm cho cô thì người kia thì ai thông cảm, mai người ta cũng 5 giờ ta dậy mà em ngủ quên mất thì làm sao mà được. Cái chuyện đó là không bao giờ ta tha thứ được. Cho nên quy định của pháp luật, nó là phải quy định của pháp luật, nó phải chuẩn chỉ, không bao giờ được phép lệch. Nói thẳng với quý vị là vậy. Thế còn cô sẽ lên án như thế nào nữa mình không biết, nhưng mà mọi người cứ nghe kỹ rồi mọi người mới thấy được nhá. Nhưng bản thân tôi đứng giữa trời với đất, tôi đau khổ vô cùng. Xin tôi đã chạy ra mang phước và tôi ân hận vô cùng khi tôi có mặt ở chạy ra mang phước. Nhưng cũng có cái hay để tôi biết được, tôi biết được những sâu xa bên trong mà chị em phụ nữ và kể cả những người đi tù họ đau khổ như thế nào. Thì ý của cô nói là cũng may là cô vào đó thì cô mới biết được cái những cái lịch trình hay là những cái làm việc ở trong đó. Thế nhưng những cái làm việc thì theo cơ quan chức năng người ta làm việc thì cứ giờ hành chính người ta làm thôi. Cái gì được học thì đã biết rồi thì làm thôi, cũng không có cái gì mà khó khăn cả. Theo mình thì cô Hằng cũng không nên nói về vấn đề này. Đây là một cơ quan của nhà nước, nếu có sai thì họ sai với pháp luật, thì có người khác trừng trị. Chứ cũng cô nói lên rồi, thật sự là cô không giải quyết được gì mà nó lại mang thêm gánh nặng, mà mang thêm tội cho cô. Và trong khi đó thì mình cũng là một cái người mà rất là tôn trọng, ngưỡng mộ cô Phương Hằng chứ không phải đơn giản. Nhưng mà đây mình đang ở giữa, mình muốn phân tích cái gì cô Hằng nên làm, cái gì cô Hằng không nên làm. Thế còn theo ý mình mà như cô Hằng thì mình về đàng hoàng lịch sự, mình ăn ngủ nghỉ một thời gian cho nó lại sức, rồi tu sửa lại cái bản thân cũng như nhan sắc, sau đó rồi thì mình sẽ làm một cái việc gì đó mà khiến cho những cái fan của cô lại càng yêu cô hơn, đó là đi đảnh lễ thầy Minh Tuệ, có thế thôi. Nếu mình là cô Hằng mình sẽ làm thế, nhưng bởi vì cô là người nổi tiếng mà, nếu nhưng mà cô làm như thế thì thật sự đến bây giờ thì cô quá mạnh về fan, cô rất là nhiều, được nhiều người yêu quý. Thế nhưng bây giờ cô về cô lại tiếp tục một cái bài radio, tiếp tục một cái bài radio như ngày xưa, thật sự nhức đầu vô cùng. Bây giờ mở TikTok ra không có một cái gì khác ngoài cô Hằng. Vẫn giọng điệu đó, vẫn như vậy thật sự. Đến con mình nó còn bảo bố ơi, làm nào bây giờ, con mở ra toàn cái bà này mà nói thôi. Thật sự rất buồn. Là một người có tiền, có tiếng thì nên phải có một cái phong thái nó khác. Nó sẽ phải lịch lãm hơn, nó sẽ phải kín đáo hơn. Sống một cuộc sống nó giúp đời giúp người, mình cứ giúp đi. Còn người nào họ làm sai, họ phải chịu tội với pháp luật và họ sẽ phải chịu cái hậu quả, đó là nhân quả. Theo mình là như thế. Còn lúc nào cũng ra rả trên mạng, mà đến con mình nó mở TikTok ra nó còn bảo bố sao con mở lên toàn thấy cái bà này nói chẳng có cái gì hay. Thế mình còn dạy con là
con đánh chữ lên là con thích xem cái gì con đánh lên, không còn vào tim thật lực vào, nó khắc trôi cái đó về, đến mức độ như thế. Cho nên là mấy ngày hôm nay mình thật sự là cái câu chuyện của cô Hằng nó rất là nan dài. Và cái đặc biệt nhất là cái quan tâm của mọi người thì cô lại không nói, bởi vì cô nói quất thầy Minh Tuệ mà, thì lại cô lại không nói. Rồi bây cô lại toan nói đến cái chuyện cô ở trong trại giam, với cô gần như cô kiểu muốn bóc phốt cái nơi mà cô ở tù ấy. Thật sự cô không nên động đến đó, vì cái điều đó là cơ quan, chỗ đó là cơ quan chức năng của nhà nước, người ta đang giam giữ những người phạm tội. Thế thì người ta, kể cả người ta dòng họ hay là cả nhà, cả dòng họ vào, thì họ học được họ vào thôi, chả có gì cả. Chứ chẳng có tự dưng mà chúng ta chẳng biết gì về luật pháp, chúng ta lại vào làm công an thì không có đâu. Đó là điều đương nhiên. Thế còn mình rất là mong muốn cô Hằng sẽ có một lập trình riêng, sẽ là một người, ta là người có tiền, nhưng mà ta rất là khiêm tốn, khiêm nhường, ta biết, lại tiếp tục đi từ thiện. Cô có bao nhiêu tiền thì nhiều tiền thì cô đi từ thiện cho những cái nơi đang bị lũ lụt, làng nủ chết bao nhiêu người kìa. Đó, những việc đó tốt thì cũng nên đi làm. Và sau đó thì theo mình, ý của mình là cô chỉ nên đảnh lễ thầy Minh Tuệ thôi. Fan của cô nó còn nhiều hơn nhiều, đúng không? Nhưng chính vì cô nói đến thầy Minh Tuệ, cô quất, cô lại không quất. Thà như cô quất đi thì lại còn dễ nói. Bây giờ cô đến cái hôm live show đó, cô chẳng nghĩ gì đến cái việc mà quất ai cả. Cô nói nó không đúng trọng tâm. Đây là mình đang... nói chuyện cái kiểu chúng ta phân tích thôi nha mọi người. Còn mình vẫn rất là tôn trọng cô ấy, vì cô ấy là một người giúp đời rất là nhiều. Còn đây là chúng ta phân tích và nên cô nên làm gì lúc này. Đó là theo mình là cô không nên live stream, không nên nói nhiều nữa, để cho nó yên ắng trong một thời gian. Sau đó rồi thì cô đi giúp đời giúp người, người ta tự nhìn được việc đó. Thế còn cô muốn bốc phốt ai thì cô có thể là im lặng, cô nghiên cứu đầy đủ bằng chứng, bắt đầu cô mới lên cô bóc mẽ. Thì khi mà công an người ta sờ đến mình thì mình có đầy đủ bằng chứng, hiểu chưa mọi người, đúng không? Có đầy đủ bằng chứng, có đầy đủ thông tin cung cấp cho công an, người ta phải vào cuộc, kiểu như vậy thôi. Còn bây giờ mình cứ ra rả trên mạng như này suốt ngày để mình thể hiện một cái nó bị hơi quá. Và cô cũng có một cái sai là cô lúc nào cũng tự tin là cô nhiều tiền, cô nào cũng tự tin là cô đẹp. Đương nhiên cô nhiều tiền, cô đẹp thật, nhưng cái điều đó chúng ta phải đọc rất là nhiều những câu nói. Cái điều ngu dốt nhất của con người là tự cao tự đại. Đó, nó có rất nhiều câu nói ở trong cái bộ này, trước là mình đọc rồi nhưng mà mình quên mất rồi mọi người. Ở trong cái bộ đó thì chúng ta phải vào đó mà chúng ta xem, thì chúng ta đọc đi, chúng ta mới thấy nó hay, nó ý nghĩa. Thế còn bản thân như cô Hằng, bây giờ cô cứ ra rả suốt ngày thế thì thật sự là chúng ta cũng cảm thấy đau đầu và mệt mỏi. Trong khi đó mình cũng là một trong những cái người mà đã từng rất là kính mến cô. Cái bây giờ mình vẫn kính mến về cái góc độ của cô, góc độ nào đấy thôi chứ không phải kính mến cả. Những lời nói của cô nó hơi bị thừa thãi, những hành động của cô nó hơi bị không đúng lắm. Cho nên là mình cũng cảm thấy buồn. Mọi người ạ, mình cảm thấy buồn. Thế còn mỗi cái vụ vừa rồi là mình đợi cô Hằng cô nói về thầy Minh Tuệ mà cô lại không nói. Nghĩ tưởng cô quất nhưng cô không quất. Đâm ra là mình một chuyến này mà cô động đến thầy Minh Tuệ là cô tịt hẳn. Cô tịt hẳn luôn, vì một người khác nhau hoàn toàn. Một cái nhà 10 tầng. Một cái nhà giàu 10 tầng. Còn và một cái người không có nhà, không có tiền, không của, mà cô mà đi quất thầy Minh Tuệ thì cũng rất mệt, đúng không mọi người? Và đến câu chuyện hôm nay thì mình cũng muốn nói đến quý vị là như vậy. Cái câu chuyện của cô Hằng thì chắc nó sẽ còn rất là nan dài, và sẽ mong các quý vị chúng ta hãy cố gắng bình luận để chúng ta chia sẻ với nhau. Mọi người có thể là bình luận vào video này, chia sẻ với nhau, và chúng ta có thể góp ý nếu chúng ta quan tâm đến câu chuyện này. Còn nếu các quý vị không quan tâm đến thì mình không nói. Để chúng ta biết là cô Hằng đâu là đúng và cô Hằng đâu là sai. Cái gì cô Hằng nên làm, cái gì cô Hằng không nên làm. Theo mình thì cô nên im lặng một thời gian và cô sẽ tiết chế những cái lời nói lại, thì nó sẽ hay hơn rất nhiều cho mọi người. Và xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin để gửi đến mọi người.
Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho mình để mình cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.